Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, hàng loạt những báo chí đang đưa tin và nói rằng Tổng thống Donald Trump đang đòi NBC giao tài liệu có liên quan đến phim Stormy Daniel. Tuy nhiên, tòa án không đồng ý và đang ngăn chặn việc này. Tòa New York ngăn chặn nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump được xem tài liệu trong phim tài liệu của NBC về cô đào phim kiều dâm Stormy Daniel. Và ông muốn biết sự thật đằng sau sự giàn dựng như thế nào. Tuy nhiên, tất cả mọi sự dường như đang chống lại ông. Thẩm phán Gon Merchant cho rằng chết đòi của luật sư biện hộ của ông Trump quá rộng và không đáp ứng được tiêu chuẩn pháp lý buộc NBC Universal phải giao tài liệu và những gì có liên quan đến bộ phim tài liệu My Stormy trong vấn đề tức thời bị cáo tìm kiếm tất cả tài liệu bao gồm những thông tin mà được cho là chưa được công bố và không cho biết những tình tiết chi tiết trong sự việc mà chỉ đơn phương từ miệng lưỡi của người cáo buộc một cựu tổng thống của hợp chủng của Hoa Kỳ. Phía bên luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đang yêu cầu trưng dẫn những bằng chứng cụ thể thay vì hàng loạt những nhân chứng được đưa ra và những lời nói dối trá. Thẩm phán họ cũng phản đối yêu cầu hoãn phiên tòa được ấn định vào ngày 15 tháng 4 năm 2024 cho đến khi tối cao pháp viện đưa ra quyết định về miễn tố cựu tổng thống trong vụ truy tố đảo ngược kết quả bầu cử ở Washington. Với án lệnh vào ngày thứ Sáu, toán của cựu tổng thống Donald Trump gánh chịu thêm một thất bại khi chỉ còn 10 ngày trước khi phiên tòa xử hình sự vụ giả mạo hồ sơ kinh doanh liên quan đến tiền bịt miệng và Daniel sẽ là một nhân chứng quan trọng của công tố bên cạnh nhiều nhân chứng khác được phản đối lập đưa ra để cáo buộc cựu tổng thống cũng như là đội ngũ của ông. Biệt lý Manhattan Alvin Brad cáo buộc cựu tổng thống giả mạo hồ sơ kinh doanh khi hoàn lại cho Cohen số tiền là 130.000 đô la Mỹ trả cho Storm Daniel để cô đào phim khiêu dâm này theo như cáo buộc nói rằng giữ im lặng về những chuyện quan hệ tình cảm trước đó. Cả đội ngũ của cựu tổng thống hoàn toàn phủ nhận tất cả những tội danh được cho biết là 34 tội danh cáo buộc cựu tổng thống và họ nói rằng tất cả mọi sự đều là sự dối trá và đây là một vụ cáo kiện sẽ kéo dài diễn ra trong thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tổng thống của hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Họ đang muốn đánh lừa chúng ta và đánh lạc hướng chúng ta. Họ đang muốn những người trong cuộc phải phân tâm về những chuyện không đâu vào đâu để không còn khả năng tập trung vào cuộc bầu cử sắp tới nữa đó là bên phía của đội ngũ luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump đã công bố các khảnh khái như vậy. Bên phía cựu Tổng thống Donald Trump dưới luật sư đã yêu cầu phải công bố những tài liệu đầy đủ có liên quan đến Universal NBC và yêu cầu thiết lộ những tài liệu mà họ được quyền xem để thông báo rằng Daniel và NBC Universal đã có những mối liên hệ và sự thông đồng với nhau trong hàng loạt những âm mưu sau đó. Câu hỏi nhiều người hiểu vấn đề và đặt ra rằng đằng sau của sự việc này là ai chống lưng mà để cho một cô diễn viên chỉ là một người mà trong giới bình dân người ta hay gọi rằng là một cái làng chơi mà có thể chống lại một cựu tổng thống của một hợp chủng quốc và có thể hạ bệ uy tín của cả một hợp chủng quốc Hoa Kỳ như thế. Họ vẫn đặt câu hỏi là đằng sau đó là ai là một gã khổng lồ nào tương ứng và có tầm tương xứng với một vị cựu tổng thống của hợp chủng quốc như thế. Đội ngũ của cựu tổng thống nói rằng đây là một chuyện bi hài và thực sự là nực cười và đó là sự bôi nhọ danh dự của nước Mỹ và xem thường sự hiểu biết của người dân Mỹ trước những sự việc vớ vẩn họ đưa ra hàng loạt những nhân chứng toàn là những kẻ bình thường trong xã hội và không hề có một sự uy tín nào trong tiếng nói thể hiện ngay trong đời sống của những người đó. Họ đang muốn bôi nhọ danh dự của một cựu tổng thống của Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ cũng không khác gì bôi nhọ danh dự của một Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ và từng người dân Mỹ. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, khi một nền kinh tế lạm phát suy yếu thì nhiều nhà kinh doanh, trong đó có nhiều đồng hương gốc Việt chúng ta, cũng khá là lo lắng kinh doanh trên mọi lĩnh vực chứ không riêng gì về lĩnh vực bất động sản về nhà ở. Khi tăng lãi suất thì FPD, Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ thì rêu rao rằng việc tăng lãi suất để giảm đi sự lạm phát Tuy nhiên vừa qua lãi suất cao và thị trường địa ốc thương mại khác một cách khắc nghiệt đang bị đè nặng lên một nền kinh tế khi chương trình cho vay ngắn hạn liên bang hết hạn vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 tới đây có thể nói làm tăng gánh nặng hơn lên các ngân hàng ở trong khu vực. Tạp chí Fortune dẫn lời của ông Desmond Lechman, kinh tế gia của Viện Doanh nghiệp Mỹ cho biết phần lớn những gì đang diễn ra đó là mọi người đã không muốn nhìn nhận vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Nhưng giờ đây vấn đề đã trở nên quá rõ ràng rồi. Các ngân hàng khu vực nắm giữ hơn 2 phần 3 trong số khoảng là 2.800 tỷ đô la Mỹ dư nợ. Và đây là số nợ cho vay liên quan đến vấn đề địa ốc thương mại của Mỹ. Theo Hiệp hội Môi giới Địa ốc Quốc gia NAR, tỷ lệ chỗ chống thấp lịch sử trong suốt năm 2023 dự kiến sẽ không sớm bị đảo ngược. Giáo sư Thomas thuộc trường kinh doanh của Đại học Columbia lưu ý rằng Mọi người đang chơi trò chờ đợi và hy vọng lãi suất sẽ sớm giảm. Tuy nhiên, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất họ cho thấy lạm phát vẫn ở mức gần như là 5%. FED khó có khả năng sẽ phê duyệt cắt giảm lãi suất vào tháng 3, mà giữ nguyên lãi suất hiện tại ở mức 5.25 cho đến 5.5%. Theo Viskovsky và đồng tác giả bài báo thắt chặt tiền tệ là khủng hoảng địa ốc nói riêng thương mại và sự mong manh của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ lãi suất cao đã phá hủy khoảng là 2.000 tỷ đô la Mỹ giá trị tài sản của các ngân hàng. Nghiên cứu của họ cho thấy hiện tại khoảng 14% tổng số khoản vay CRE và 44% tổng số khoản vay văn phòng có nguy cơ vỡ nợ cao. Nếu tỷ lệ vỡ nợ đó lên tới 20%, thì hơn 380 ngân hàng sẽ có nguy cơ mất khả năng thanh toán, nghĩa là sẽ bị phá sản. Tất cả những điều này xảy ra khi FPD tuyên bố rằng họ sẽ không ra hạn chương trình tài trợ có kỳ hạn cho ngân hàng, một lựa chọn thanh khoản ngắn hạn dành cho các ngân hàng được thành lập vào tháng 3 năm 2023 sau cuộc khủng hoảng của ngân hàng Silicon Valley SVB. Vị giáo sư này nói phần lớn những gì họ cố gắng làm sau sự sụp đổ của SVB đó là nhằm tạo ra nhận thức rằng ở một mức độ nào đó họ sẽ hỗ trợ hệ thống ngân hàng và đây là một trò chơi tự tin vào cuối ngày. Lachman và Pikorsky đều lưu ý rằng hệ thống ngân hàng đang ổn định nhờ sự tự tin đó. Khách hàng của ngân hàng trong khu vực không giống như nhiều người vài năm ngoái không đồng loạt rút tiền gửi. Lachman nói thêm điều này có nghĩa là chương trình BTFP kéo dài một năm đó là hoàn hảo tuy nhiên với môi trường kinh tế hiện tại. Ông cho biết ông rất ngạc nhiên khi thấy nó kết thúc hoàn toàn thay vì chỉ được cập nhật hoặc sửa đổi mà thôi. Một phần là vì một số ngân hàng trong khu vực đang sử dụng các khoản vay BTFP với lãi suất thấp hơn để kiếm lãi ở nơi khác với lãi suất cao hơn. Vì giáo sư cho biết ông ít lo ngại hơn về việc chương trình liên bang sắp hết hạn vì những người đi vay vẫn còn nhiều thời gian để trả những khoản vay đó. Tuy nhiên, cả hai chuyên gia đều đồng ý rằng vấn đề chính là lãi suất. Lakeman cho biết FED đã quá tập trung vào lạm phát và gây tổn hại đến sự ổn định tài chính và dường như gây cho sự lạm phát lại tăng lên với tình trạng là tăng lãi suất liên tục. Một cơn sụp đổ liên hoàn sẽ sớm có thể xảy ra khi tình trạng này kéo dài bởi số tiền nợ xấu của các ngân hàng đang tăng một cách chóng mặt và hẳn nhiên điều đó dễ hiểu khi nền kinh tế lạm phát thì người ta làm ăn không có thấy tiền đâu để mà đóng tiền lãi suất trong những số tiền mà họ vay mượn từ ngân hàng để đầu tư trong mọi lĩnh vực chứ không riêng gì về lĩnh vực bất động sản địa ốc. Nếu như doanh nghiệp vỡ nợ, người dân vỡ nợ, tư nhân vỡ nợ thì ngân hàng đó là hệ thống lưu thông tiền tệ và dùng tiền tệ và kinh doanh tiền tệ của những người gửi và những người vay để mà kiếm lời để mà nuôi sống thì hẳn nhiên ngân hàng cũng sẽ sụp đổ mà thôi. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng